Đây là xe điện VF5 này, bên em đang thay cái bóng OI A360 i4 chân H7 đây nhé. Bác chủ nay lựa chọn cái nhiệt màu là 4500K, bọn em đã thay nguyên bản đây rồi này. Và cái chiếc bên em đang có chương trình là thay bóng LED OI A360 này là tặng kèm cả những cái LED dummy này này. Đi kèm này cho đồng bộ, đây LED dummy này tặng kèm. Và một đôi bóng này đang có chương trình giá tốt cho các bác nhé. Bác tham khảo cái mẫu này ở trên web của bên em nhé. Đây bên em đã thay thế nguyên bản, bác chọn cái màu ánh sáng vàng lắng này đi rất là bám đường luôn, rất là ok.